mùa đông năm 1953. Trong những binh đoàn xuất quân đi đánh tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, mỗi đơn vị đều có những câu chuyện đậm chất anh hùng ca. Đơn vị pháo binh mặt đất chúng tôi cũng không là ngoại lệ. Có chuyện nhiều người đã biết hoặc chưa có điều kiện hiểu được ngọn nguồn. Bởi vì ngày ấy, đơn vị chúng tôi, trung đoàn pháo binh cơ giới đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, đơn vị pháo mặt đất có hỏa lực mạnh nhất, lần đầu xuất trận. Nhưng trước khi pháo được kéo vào Điện Biên, những người lính lựu pháo 105 ly chúng tôi không bao giờ quên có một cuộc hành quân mà trung đoàn chúng tôi gọi là cuộc hành quân huyền thoại. Cách đây 56 năm, vào một đêm hạ tuần tháng Giêng năm 1953, trung đoàn chúng tôi lặng lẽ rời Tân An Phố, Xian Xô, Mông Tự thuộc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trở về nước. Dòng Nậm Thi và cầu Hồ Kiều đã chứng kiến trung đoàn pháo binh cơ giới đặt chân lên mảnh đất quê hương Việt Nam yêu dấu. Thị xã Lào Cai ngày ấy, đêm đen, không một ánh lửa, không một bóng người dân, đã tiêu thổ từ ngày đầu kháng chiến. Tất cả chúng tôi đều xúc động, nghẹn ngào. Đoàn xe kéo pháo theo một đường quân sự do tiểu đoàn công binh làm gấp từ phố Lu về Bảo Hà, trái hút. Tới đây không còn đường để xe pháo di chuyển được nữa. Cuộc hành quân về căn cứ được vạch ra 3 phương án. 1. Mở gấp con đường quân sự từ Lào Cai về Bến Ngọc, Yên Bái cho xe kéo pháo về Tuyên Quang. Con đường này dài, dễ lộ bí mật. 2. Dùng xe gòn vận chuyển theo tuyến đường sắt Lào Cai, Yên Bái. Phương án này công binh phải sửa chữa gần 100 km đường sắt và 40 cầu, trong đó cầu Làng Bùn dài nhất, máy bay địch thường xuyên trinh sát tuyến đường này. 3. Tháo rời xe pháo ra từng bộ phận đưa xuống thuyền và bè xuôi sông Hồng về bến Âu Lâu, Yên Bái. Phương án đi trên sông tuy gian lao, mạo hiểm, nhưng chỉ phải huy động ít người, vật tư, lương thực, thực phẩm, lại giữ được bí mật, ẩn lặng như tờ. Phương án 3 đã được quyết định, chở xe pháo từ Bảo Hà, Lào Cai về bến Âu Lâu, Yên Bái. Bộ Chính trị Đảng Lao động Việt Nam trực tiếp giao nhiệm vụ cho khu ủy Việt Bắc và các bí thư tỉnh ủy Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang phối hợp với Bộ Quốc phòng. Đại đoàn công pháo 351 tổ chức bảo vệ, huy động nhân lực, phương tiện vận tải, lương thực, bảo đảm cho xe pháo xuôi bè về căn cứ an toàn đúng kế hoạch. Ngày ấy, tỉnh ủy Yên Bái đã huy động 30 thuyền của đoàn vận tải sông Thao và tất cả những người đóng bè dày dạn kinh nghiệm, giỏi chèo lái qua thác gành trên sông, lo cho cuộc hành quân của pháo binh. Chúng tôi tìm gặp đồng chí Trần Tảo, đại đội trưởng đại đội 119, người chịu trách nhiệm tổ chức việc đóng bè cho cuộc hành quân. Ông đang nằm ở bệnh viện quân y 108, tuổi đã cao và ông đang bị lẫn, không nhớ được những việc cách đây hơn nửa thế kỷ. Dòng chảy thời gian đã qua, dòng đời cũng trôi đi cùng năm tháng, người còn, người mất. Bâng khuâng, hoài niệm, nhớ cảnh, nhớ người, chúng tôi mong tìm gặp được ai đó đã đóng bè, đã chèo thuyền hoặc lái bè chở xe pháo năm xưa. Lặn lội mãi và may mắn chúng tôi gặp được Bắc Lai ở Yên Bái, người phụ trách công đoàn trong đội vận tải sông Thao ngày đó. Đóng bè ở trước đền Bảo Hà, khai thác nữa ở làng Tắp mang ra Bảo Hà. Trước đây là một khu rừng nguyên sinh, nhiều gỗ to, gỗ quý và nhiều hổ báo. Và tre nứa thì rất nhiều, nhất là trong khu vực làng Tắp. Khi dòng sông ở đây ấy, là nó dữ lắm. Nó dữ đến mức độ là gì? Thuyền về đi lại ấy, là phải đấu nhau để mà đẩy lên. Tôi thì tôi biết bộ đội sang này huy động để xin nứa đóng bè. Đóng bè xong mới chở sang bên Bảo Hà để xếp hàng. Không biết xếp hàng gì thì chúng tôi lúc giờ chúng tôi chắc là cái hàng gì, hàng bí mật của bộ đội thôi. Khi mà được giao nhiệm vụ làm bè để chở đại bác ấy, thì tôi có đi gặp tất cả các cụ lái bè ở hai bên bờ sông Hồng. Thì các cụ có nói rằng là từ xưa tới nay về bè mảng thì chỉ có hai loại bè. Một là loại bó cốn, tức là dùng cả cây nước bó lại thành từng những cái cốn
có khoảng 20 hôm. Sau đó thì mới dùng hoành bè để kết nối các cái cuốn lại. Thì cái đó nó rất nổi, nó chở được rất nặng, nó nổi nhưng mà nó lại ngắn. Tôi mới nằm, tôi mới nghĩ là thì nảy ra cái chuyện gọi là chuyện cây tre trăm đốt. Thế bảo là từng đốt một mà người ta nối thành cây tre trăm đốt, thế thì mình có lẽ cũng nên làm theo cái đó. Thì chúng tôi về, chúng tôi mới thí nghiệm là chúng tôi mới cưa ra từng đoạn, nó vào khoảng 3 mét đó. Thế xong đó thì là cháo đầu lên đi để cho rồi bó thành cuốn. Thì như vậy là cuốn muốn dài bao nhiêu tùy và lại rất nổi. Còn một điều nữa là làm cái chèo để mà chèo bè thì không phải là bất kỳ gỗ nào cũng làm được, mà phải tìm bằng được gỗ rẻ. Thì cái gỗ cây rẻ thì nó vừa dẻo mà nó không giòn mà nó có thể chịu đựng được trong cái việc mà sóng to gió cả. Thì chúng tôi cũng làm theo các cụ, tức là đi tìm ở trên rừng rất khó khăn mới tìm được những cây rẻ. Mà cái cây rẻ mà đẽo được chèo thì nó phải là lớn, nghĩa là thân của nó cũng phải là 30, đường kính là 30 phân trở lên thì mới làm được. Song song với việc đóng bè là nghiên cứu tháo pháo, tháo xe. Mà đi đường thủy thì không có cái cách nào là để cào pháo, để cào cái xe mà cho vào cái phà. Mà hồi là làm gì có phà, cho nên là chỉ có cái cách là phải tháo ra. Tháo pháo hết, đã pháo về hết rồi lúc bây giờ mới tháo. Thế tháo pháo thì mình vấp phải một cái, trước tiên là ông bạn Trung Quốc phản đối kịch liệt. Vì anh tháo ra như thế thì sai hết tất cả. Mà pháo là đòi hỏi bắn chính xác. Thì nghĩ mãi chỉ có một cách là phải tháo ra. Để tháo thì tháo cái gì tháo được và cái gì không tháo được. Thế có cái tháo thì rất dễ. Ví dụ như là cái máng trượt của nó. Nó chỉ vặn một vài cái con ốc là có thể là rút được cái nòng pháo. Cái trượt cả, cái quả pháo trượt đấy. Thì cái nó có 8 tạ. Cái tháo ấy càng là cái gai gòn nhất. Vì cái càng người ta làm vào, không phải người ta bắt bu lông như là người ta bắt cái gánh xe, mà người ta tán đi về. Thế tháo pháo thì do các đồng chí công binh sửa đứng ra chỉ đạo, còn các đồng chí cố vấn Trung Quốc thì chỉ quan sát thôi, mà các đồng chí thì chỉ có khóc là tại sao lại tháo ra từng khẩu một, có vẻ thương khẩu pháo mà các chí chưa tháo bao giờ. Thế mình lại tổ chức tháo pháo. Thế tháo pháo thì như thế là anh em khẩu đội là trực tiếp tháo đến khẩu đội nào thì cái khẩu đội đó là đến để phục vụ làm cái nhiệm vụ tháo. Làm phục vụ tháo thì sau khi tháo thì đồng thời cũng biết, anh em cũng ngay khẩu đội trưởng là cũng có thể biết thứ tự tháo từ cái gì trước, cái gì trước, cái gì sau. Tháo ra xong rồi anh em là khênh để ra một bên. Khi ta đặt vấn đề với Trung Quốc là ta sẽ tháo pháo để cho pháo về xuôi, thì các đồng chí bạn có nói rằng là pháo không thể tháo được, bởi vì tháo cái pháo này là của Mỹ và tháo ra để không có phương pháp nào mà lắp vào. Thì cán bộ của ta là nhất là phải tháo, nếu không tháo pháo thì không có phương pháp nào đưa về xuôi được, bởi vì chúng ta đi đường sông. Nếu đường sông cả cái gỗ pháo nặng bao tấn như thế mà xuống thì không có cái mảng nào, không có thuyền nào chịu nổi. Thế và cuối cùng thì cố vấn không đồng ý nhưng cũng phải đồng ý. Đồng chí Vũ Hiền là sư đoàn trưởng lúc đó mới nói rằng là chúng ta sẽ làm được và cán bộ sẽ làm được, và chúng ta quyết tâm và đã tháo pháo và đưa pháo về xuôi bằng mảng. Đã gọi tháo pháo thì đều là khó ấy, là vì cái là trên chiến trường Việt Nam và tất cả các chiến trường chưa có nước nào là nước tháo pháo. Thế mà chiến trường Việt Nam đòi hỏi là tháo pháo thì cố vấn Trung Quốc là bây giờ khóc lên vì cái vấn đề tháo pháo. Khi tháo ở trên đất bằng lấy các phần tử về niveau, coi như là thăng bằng tất cả, tháo những cái gì trước. Trước nhất là tháo nòng. Tháo nòng pháo rồi đến tháo đến ống hoàn xạ, rồi đến máng, rồi đến bệ, rồi đến cả.
bè đã đóng thì phải tiến hành đi thử trên dòng sông đầy hung dữ. Người được giao nhiệm vụ này là Trung đội trưởng Nguyễn Quỳnh Cư cùng 6 chiến sĩ và 2 người dân lái bè. Từ lúc bây giờ là bè chuẩn bị để mà lên đường thì bố trí anh em vác đá, đá hộc, nghĩa là to bằng nửa cái thúng một đó, xuống bè, tức là tương đương với một cái chức nặng của một khẩu pháo. Đi một đoạn nữa vào khoảng 10 cây số thì bắt đầu nghe thấy tiếng nước ào ào như thác đổ, không biết là gì. Thế các cụ mà thôi chết rồi, đây là sắp đến Hòn Hồng, mà Hòn Hồng mới nó án ngữ giữa dòng nước này, cho nên là phải cẩn thận. Thế đang như thế thì mà treo mạnh lên, thì treo mạnh lên cái thì khớp một cái, thế là một cái chèo bị gãy. Thế thì bây giờ bị gãy một cái là tự nhiên nó lệch. Giờ bị bố trí hai bên là hai cái chèo, mà một bên nó gãy rồi thì tự nhiên nó lệch thì nó xoay ngang cái bè nó trôi nhanh đến mức độ với khoảng 30-40 cây số, tức là ngang với tốc độ ô tô, không làm nào được cả. Thì cuối cùng tôi chỉ còn kịp hô anh em là sang mạng. Anh em vừa mới sang mạng một cái thì cái bè gãy gục chồm lên trên Hòn Hồng và gãy gục hình chữ V. Khu kèo này về kèo khác thì chúng tôi lại bắt đầu làm bè. Và kỳ này thì rút kinh nghiệm là thế này: chúng tôi không làm bè hai đầu bằng, mà chúng tôi lại nghĩ ra cái cách là làm cái phía trước là nó nhọn, tức là nó kiểu giống như cái tàu để mà dễ tránh cái vật tải. Cũng muốn phải chở đá chứ làm thế nào được. Nhưng mà tôi xin nói là thế này, chở đá nhưng mà khi vào đến miệng hồ thì nghĩa là nó cũng rơi đi. Vì nó cứ bị xoay tròn như thế cho nên nó cũng rơi đi rất nhiều, quá đường. Thế nhưng mà dầu sao nhưng nữa, đấy cũng là kinh nghiệm qua đấy để làm thế nào cho những cái chuyến sau mình thoát. Vì mình chưa có kinh nghiệm cho nên là khi thoát được cái đanh hổ thứ nhất, mình đem chống vào cái đanh hổ thứ hai. Thế vì thế cho nên sức nước nó như thế, lại mình chống nó thì nó mới đẩy vào trong miệng hổ. Thế cho nên là rút kinh nghiệm ấy thì chúng tôi đến cái chuyến bè thứ ba là coi như là chúng tôi đã đi thoát hết cả những cái nơi nguy hiểm nhất. Những cái nơi là từ Hòn Hồng, Hòn Xương, rồi thì Hòn Cướp Gạo, rồi thì là Nanh Hổ, rồi miệng hổ rãnh cầy, thì tất cả là chúng tôi thoát. Và từ đó thì phổ biến kinh nghiệm cho tất cả anh em, bắt đầu chuẩn bị rất nhiều bè để tiến hành chở Đại Bác của Âu Lâu. Việc hành quân bằng bè và thuyền hoàn toàn mới lạ. Khẩu đội pháo nào lo cho khẩu đội của mình, đại đội nào phải lo cho đại đội ấy, phát huy hết những sáng tạo của cán bộ chiến sĩ vì một mục tiêu duy nhất: bảo đảm cho xe pháo an toàn về tới căn cứ. Tháo pháo ra, càng riêng ra, lá chắn riêng, lòng riêng, đặt lên trên bè, lỉn chặt vào bè. Buộc chặt, lỉn chặt nó vào bè, mày có xô vỡ thì nó bám, nó lỉn chặt vào đấy. Thế trước hết là phải tháo hết cái mui ra và ghim thuyền chặt vào bờ. Sau đó thì là bắt các cái cầu để đủ sức khênh, mà nặng nhất là cái nòng. Ít nhất là phải 6 người, chứ còn thì 4 người không thể nào khênh nổi. Mà 6 anh em khỏe mạnh thì mới có thể khênh nổi. Thế các đồng chí lái thuyền thì làm nào giữ cho thuyền khỏi chồng chành, là đưa xuống được cái nòng cái là coi như yên tâm. Đội pháo của tôi là chở bằng thuyền gỗ, 4 khẩu, 4 thuyền. Tôi coi như là chỉ huy cả 4 cái thuyền, nhưng là mình chỉ đi trực tiếp một cái thôi. Trong một khẩu pháo thì nòng pháo là nặng nhất, khoảng 800 kg. Đưa xuống thuyền, xuống bè thật khó. Làm gì có cần cầu, dòng dọc chỉ có thể nhấc nòng lên để chiến sĩ dùng chân đồng vai sắt của mình chuyển từng bộ phận pháo nặng nề xuống thuyền bè, mà dòng dọc cũng đâu có đủ cho các khẩu pháo. Rồi khi xuống bè là ở Bảo Hà thì chúng tôi đã
xây dựng, đã làm những cái cầu, những cái cầu bằng ngứa cũng nổi ấy. Đó, đã làm cái cầu để mà tiếp giáp với bờ, thì để mà khi mà xuống như vậy là phải khiêng nặng lắm chứ. Thế mà bao giờ chúng tôi có kinh nghiệm là thế này, là nó gọi là những cái bó đệm. Ông hỏi ta, bó đệm là để làm gì? Để nhỡ mà nó có đứt dây, nó có rơi xuống, nó không hề xảy ra. Để những cái bó đệm ấy thì chúng tôi đặt cái bó đệm ở giữa những cái cầu để mà đi ra bè. Hai nữa là ngay cả ở cái nằm ấy, chúng tôi cũng đã buộc những cái bó đệm nhỏ ở phía dưới để mà nhỡ nó có cái đứt dây hoặc là trượt chân ngã rơi xuống thì nằm không có gì. Bè mà tôi phụ trách đi đến dãy cầy thì được báo tin là chiếc bè đi trước chở chiếc ô tô cần trục là bị mắc cạn ở dãy cầy. Thế nhưng mà lúc bây giờ trời đã gần sáng, dùng những cái vải bạt phủ xe đấy, phủ hết lên xe coi như đấy là một hòn đá giữa sông. Thì lúc bây giờ trời đã vào khoảng 7-8 giờ sáng rồi, là giờ hoạt động của máy bay. Thì lúc bây giờ máy bay bay qua, thế và nó bay qua, nó cũng cho đây là một hòn đá nằm giữa sông và nó bay qua, nó đi thẳng. Chúng tôi về Yên Bái và gặp được một số cụ ông cụ bà đã từng tham gia chiến dịch. Trong đó có những người đã chèo thuyền chở đạn, các phụ tùng của pháo và đồ hậu cần. Lúc đó các cụ là những cô gái, chàng trai 17-18 tuổi. À, trên thuyền ấy thì có là hai ông bà đẻ cho tôi, với lại một ông anh thôi. Lúc ấy là tôi 18 tuổi. Thì nói là ở cái thác Giáng Thầy thì đêm 30, thuyền nó nằm ở trên cái hòn đá đó. Thế là bộ đội thì là trong cái tập thể hơn chục thuyền. Thế thì bắt đầu mới ra mới vớt đạn từ cái thuyền ấy là đưa vào bờ hết đi. Các thứ là càng ngày là cái thuyền của nó trọng lượng nó không cân bằng, nó nghiêng đi, thế là con bé em tôi thì nó mới trôi xuống nước. Thì bà mẹ tôi là nhảy xuống nên là bắt đầu tóm được. Trong quyển Hồi ức Điện Biên Phủ, Điểm hẹn lịch sử, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết: trong quý 1 năm 1953, trung đoàn lựu pháo 105 ly do bạn trang bị và huấn luyện đã về nước. Việc vận chuyển trọng pháo từ Vân Nam về Việt Bắc phải dùng bè đi theo sông Hồng qua nhiều gành thác. Cố Đại tướng Hoàng Văn Thái, Tổng tham mưu trưởng quân đội ngày ấy, đã biểu dương cán bộ chiến sĩ pháo binh: đây là một cuộc hành quân vô cùng sáng tạo, táo bạo, chưa từng có trong lịch sử chiến tranh thế giới. Hiểm nguy, dũng cảm, tài trí, thông minh khi vượt thác. Thanh bình, trữ tình khi bè xuôi êm đềm dần về tới nơi an toàn đã gợi cảm xúc cho trung đội trưởng trinh sát Nguyễn Duy Trác viết ra những giai điệu đẹp trong ca khúc Hò xuôi bè, lưu truyền cả trung đoàn. Bài ca còn lại mãi với thời gian, nhưng anh đã trở thành người thiên cổ. Bến Âu Lâu đã chứng kiến xe pháo được khênh lên bờ từ hàng trăm bè và mấy chục thuyền đinh, thuyền nan. Cuộc hành quân huyền thoại ròng rã 3 tháng trời, và cũng chính bến phà này sau đó lại đưa trung đoàn pháo trước đây qua sông đi lên Tây Bắc tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Bến phà Âu Lâu đã trở thành địa danh lịch sử trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược. Xã Nhân Mục xưa kia là rừng núi tùm rậm rạp, cũng như các hang động của xã Yên Hương trước đây, nay là xã Yên Phú thuộc huyện Hàm Yên, đã che giấu trung đoàn pháo binh an toàn. Nhân dân huyện Hàm Yên, Tuyên Quang
đã đùm bọc giữ bí mật cho căn cứ pháo binh để tới đêm 22 tháng 12 năm 1953 lại lặng lẽ nhìn trung đoàn pháo 105 ly do trung đoàn trưởng Nguyễn Hữu Mỹ, Nguyễn Nam Thắng chính ủy, Nguyễn Phước trung đoàn phó, Tôn Thất Hoàng tham mưu trưởng rời căn cứ hành quân lên Điện Biên. Đường ra trận dài trên 500 km, qua phà Hiên, phà Âu Lâu, qua đèo cao, vực thẳm, đường hẹp. Đại tá Trương Vĩnh Thăng, nguyên là chiến sĩ lái xe kéo pháo, nhớ về những kỷ niệm khó quên. Đồng chí Thước, trung đoàn phó đến trực tiếp ra lệnh cho tôi là phải kéo thay cái khẩu súng pháo đó để đi. Anh Thước ngồi trên xe tôi đã nhờ anh. Khi cài số phụ rồi thì anh giữ họ tôi tận số. Cũng là do là đường của gà, xe bị sóc vào cái thì có một tiếng cạch một cái thì như thế là bật số, anh không giữ được. Và như thế là xe cứ lao vun vút, mà xe tôi lại không có phanh chân, chỉ có phanh tay thôi. Mà tập trung kéo phanh tay thì phanh tay khói bù lên trái thì không chạy được nữa, không kéo được nữa. Cho nên lúc đó là chỉ còn một cái là tập trung lái làm sao để cho nó an toàn xe pháo. Có lúc mà pháo nó dồn xe, đáng nhẽ phải đi hai đỏ thì mới qua được cái đoạn vòng, nhưng mà lúc này phải đi có một đỏ thôi. Và như vậy là xe bánh pháo và lao xuống rãnh và lá chắn pháo thì bạt cả tan đi được. Nguy cơ rất là có thể là mất an toàn. Tôi rất lo. Còn trên xe thì các pháo thủ nhốm nháo lên, chỉ trực nhảy xe thì tôi quát lên là không được nhảy. Vì một bên là vực, một bên kia là núi đá. Nhảy là tự sát. Thế rất là may cho tôi. Trong lúc khó khăn như thế thì có một cái dốc đi lên, ngược lên trên. Thế là xe phóng một mạch từ dưới chân dốc lên trên đỉnh. Thế là tôi hét tất cả anh em xuống chèn lại xe. Và như thế là xe đã dừng được. Pháo 105 ly đã làm nên một cuộc hành quân huyền thoại, vượt qua những thác hung dữ như Miệng Hổ, Rãnh Cầy, Hòn Cướp Gạo, v.v. Và bây giờ, lịch sử lại đặt lên vai trung đoàn pháo 105 ly một cuộc hành quân vô cùng khó khăn nữa, phải kéo pháo bằng sức người vượt qua dốc Bảy Tời, vực sâu vườn chuối, suối ngựa, dốc cây cụt, cửa rừng Bản Tấu, Nà Nham. Kéo pháo vào rồi lại kéo pháo ra để đảm bảo chắc thắng. Lịch sử chiến tranh thế giới có một trường hợp. Trong chiến dịch đánh vào nước Ý 1799-1800, từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 5 năm 1800, Napoleon đệ nhất cho quân đội của mình tháo pháo ra, đưa nòng pháo vào trong thân cây gỗ khoét rỗng, vận chuyển qua đèo Grand Saint-Bernard, dãy núi Alpes, để tham dự trận đánh quan trọng Montebello. Vì đây là con đường treo leo hiểm trở nhất, nhưng gây được bất ngờ cho quân Ý. Có thể Napoleon đã dùng lừa để kéo các thân cây khoét rỗng chứa pháo đó. Thời Napoleon chưa có pháo lớn, còn chúng ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ phải kéo những cỗ trọng pháo hoàn toàn bằng sức người qua nhiều đèo dốc, nhiều đêm. Phải chăng đây cũng là điều trong lịch sử chiến tranh thế giới chưa từng diễn ra? Đêm thứ ba thiếu người thì có bổ sung cho đồng chí Trúc để làm cái nhiệm vụ số chèn cả, mà đến cái dốc dốc lắm rồi thì nó mưa dầm rét mà. Thế thì kéo lên đấy thì kéo cái chỗ nó dốc quá, cứ lên lại tụt xuống thì đến cái đoạn là quá dốc rồi thì kéo lên thì đồng chí Trúc cứ vẫn tiếp tục chèn mà ở Tời nó vẫn giữ, đúng không ạ? Nhưng mà đến cái đoạn dốc quá thì kéo lên một cái thì Tời nó đất. Cái dây Tời giữ ấy, nó đất. Nó đất cái dây Tời thì là pháo nó lồng lên. Thế là pháo nó lồng ngược lên, nó dãy qua chèn. Thế đồng chí Trúc lại bò lại chèn tiếp vào thì cuối cùng là bánh xe nó đè bẹp đầu. Tấm gương hy sinh anh hùng của liệt sĩ Nguyễn Văn Chức cứu pháo đã cổ vũ toàn trung đoàn và các đơn vị tham gia kéo pháo vượt qua mọi gian khổ hy sinh như một bài ca bi tráng để tiến lên phía trước. Mà thằng Trúc nó chết rồi thì tôi mới nghĩ ra làm thế nào, không có lại chết tiếp, hết pháo thủ. Nghĩ ra mới làm thế nào đây, cũng phải kỹ phạm, làm như thử dưới đất đỏ kia thế xong. Bắt đầu nó mới lại đẽo một cái chèn dài hơn, có hai cái ngõng hai bên như cái trục ấy, như cái trục kéo lúa của dân đấy. Xong mới buộc dây vào cái bên đây, buộc dây vào đây, buộc
Thế đến lúc pháo kéo đi thì nó lên. Đến lúc pháo tụt xuống thì tự nó nằm ở đấy rồi, nó chèo. Không phải hai pháo thủ chèo nữa. Từ làm công sự cho pháo, làm đường tạm để kéo pháo, vai trò công binh thật nặng nề. Kéo pháo vào, kéo pháo ra, có bộ binh sư đoàn 312 góp sức hùng hậu. Sự hiệp đồng bộ binh, công binh, pháo binh, đoàn kết keo sơn không thể kể hết. Kéo pháo, tức là làm một cái con đường ấy, nó vượt qua một toàn nó là cái chỗ đó miền Tây, tức là núi nó liền núi như thế này, nó cứ từng trùng điệp điệp này. Cao nhất tức là đèo Phan Sông, tức là 1.150 mét. Từ hướng đông chuyển sang hướng tây, dài là 15 cây số. Bộ quyết tâm nghĩa là gì? Giao cái nhiệm vụ này cho hai trung đoàn bộ binh của sư 312 và một trung đoàn công binh làm cái nhiệm vụ làm con đường đó, và mở rộng cái đường ấy là 3 mét, mà thời gian ấy là 20 tiếng thì phải xong. Nhưng mà với cái lực lượng mà trên giao cho đấy thì ta chỉ làm có 16 tiếng là xong. Nhưng khi mà bắt đầu kéo pháo thì ta cũng rất thận trọng. Đầu tiên để kéo pháo thử lên trên các chiều cao đó thì ta đã dùng một khẩu của đại đội 801, là đại đội đi đầu, thì dùng một khẩu để mà kéo thử. Đã đến hồi pháo binh giao oai sấm sét, nhưng trước phát đại bác đầu tiên bắn vào đồn địch thì những người lính quan chắc, lính thông tin là mắt, là tai pháo binh đã phải vất vả như thế nào để có đầy đủ phần tử bắn cho từng đại đội pháo cách xa nhau, cách xa mục tiêu. Những chiến sĩ thông tin phải giải dây qua đồi núi đến từng khẩu pháo, từng sở chỉ huy, đảm bảo cho đôi tai pháo binh tinh tường. Trung đoàn pháo của chúng tôi phải phối hợp, hiệp đồng với 4 đại đoàn bộ binh và có khi đến cả cấp trung đoàn ở từng đợt chiến đấu, từng đợt chiến dịch. Và trên nhiều hướng, phạm vi tác chiến rộng, tất cả các đại đội nào cũng phải có trận địa giả để nghi binh địch, phải có máy dây cho đến từng khẩu đội pháo. Anh Văn có nói, tất cả cho pháo binh, nếu cần lấy cả máy của Tổng Tư lệnh cho pháo binh. Sử dụng tới gần 100 máy điện thoại, 200 km dây, 60 máy bộ đàm các loại. Do cái mạng thông tin được tổ chức hoàn chỉnh, nên toàn bộ chiến dịch không có lúc nào bị gián đoạn. Việc mà đo đạc cái phần tử bắn cho pháo 105 ly là loại pháo bắn gián tiếp trên cái chiến đường Điện Biên lúc bây giờ thì gặp mấy cái khó khăn lớn như thế này. Cái điểm thứ nhất là địa hình cực kỳ phức tạp, rừng rậm, núi cao, mà trong tay của các cái phân đội quan trắc vẫn là không có một cái bản đồ nào có thể giúp ích được cho cái việc là đo đạc, ngoài cái bản đồ tỷ lệ lớn để có thể biết được cái hướng đi từ cái trận địa đến phía Điện Biên thôi. Bao nhiêu những các cái đồn của địch thì đều phải đo đạc hết. Cái thứ hai nữa là tất cả những cái trận địa pháo mà phát hiện được trong quá trình chuẩn bị mà phát hiện được cũng phải đo hết. Đó là cái khó khăn, nhưng mà có cái thuận lợi là tất cả binh lực và hỏa lực của địch thì nằm trong lòng trào, và các đài quan sát của chúng ta là trên điểm cao bao quanh. Đấy. Cho nên là những cái mục tiêu mà trong quá trình chuẩn bị chiến dịch chưa phát hiện được, hoặc là những mục tiêu nó di chuyển trong quá trình chiến dịch, thì trinh sát pháo binh và quan trắc có thể phát hiện và đo được phần tử ngay. Đã như vậy thì lại yêu cầu là tuyệt đối bí mật, không để lộ cho địch biết là có những đơn vị đo đạc pháo binh đang làm việc. Đôi khi là phải làm vào những lúc chập tối, mà phương tiện kỹ thuật
của chúng ta lúc bây giờ là hoàn toàn chỉ có khung hướng bàn và pháo đựng kính với lại cọc chuẩn và thước dây. Ví dụ như tập như thế này, nếu mà cọc chuẩn ban đêm thì cắm cọc chuẩn ở đấy, nhưng mà phải chỉ bật cái bật lửa rất nháy trong vòng độ 3 cái thôi thì chắc thủ phải bắt được cái điểm đó. Cũng như là khi mục tiêu mà lóe lên đó, chớp lửa thì chắc thủ phải nhanh chóng đặt được đường tin vào đấy mà lấy được các hướng. Hầu hết các cái phần tử đo và bắn ở Điện Biên đó là cực kỳ chính xác. Tất cả mọi công việc đều chuẩn bị, ngày 12 đã sẵn sàng. Ngày 13, 17 giờ chiều thì nổ súng. Nhưng có một cái tình huống bất ngờ đấy. Lúc 13 giờ, ngày 13, thì một đại đội địch, hai xe tăng và xe ủi ra để định lấp cái sang, lấp cái trận địa xuất phát tấn công của đại đoàn 312. Nếu nó phá thì ảnh hưởng đến cái cuộc tấn công buổi tối, mở đầu của chiến dịch. Theo yêu cầu của đại đoàn trưởng 312, được đại tướng và người giáp đồng ý. Và trên hạ lệnh cho tiểu đoàn tôi bắn 20 phát đạn 105 vào Điện Biên Phủ. Lúc bấy giờ là 13 giờ ngày 13 tháng 3. Như vậy là cái tiếng súng pháo bên xe kéo đầu tiên ở Điện Biên Phủ không phải chỉ nổ buổi tối, mà 13 giờ ngày 13 đã bắt đầu nổ súng. Thế đại đội 806 là được cái vinh dự là bắn để mở màn chiến dịch. Thế cái diễn biến của cuộc bắn, tức là đầu tiên theo thông thường bắn của đại đội pháo binh, đã gọi là phải qua bắn thử mới bắn hiệu lực. Thế còn lẽ dĩ nhiên là trong cái bắn của pháo binh thì bao giờ cũng phải là dùng một khẩu để bắn thử trước. Đấy là cái bài bắn thử của pháo binh bao giờ thế. Cho nên đại trưởng đã hạ xuống cái trận địa và trận địa hạ xuống cho đồng chí trung đội trưởng. Đồng chí trung đại phó hạ cho trung đội trưởng. Trung đội trưởng hạ lệnh cho khẩu đội trưởng là khẩu đội 1, một phát bắn. Thì cái khẩu 1 đó chính là khẩu đội của anh Mẫn. Lúc tôi thấy trên mặt trận lại ra lệnh cho tôi là thế này, và ra lệnh thì đồng thời là có người mang anh, tức là mỗi một pháo thủ phải một cái áo chất thủ đấy, gấp tư cho vòng làm chất ngực để chống sự sức ép vì pháo ở trong hầm mà. Thế xong chốc là lại thấy là thêm một cái chân thủ nữa, lại phải bó, lại phải hướng chân ra pháo thủ cho bó giữ nó trong ngực. Và đến cuối cùng lại thêm cái màn bột nữa. Đấy, để cũng mục đích là bảo vệ pháo thủ. Thế thì qua cái việc dối được cửa keo vướng rồi cây thế nào, thì trong lúc người điều khiển, cái người mà chỉ huy điều khiển ấy, thì nói thật với các vị này, pháo thì không phải nói là công của một người được, mà nó là gọi hiệp thành. Cái thằng đo đạc quan trắc ở trên nó đo không chính xác, đúng không nào? Thì cũng vất đi. Mà truyền cho cái thằng thông tin, thằng thông tin được truyền sai lệnh thì cũng không ăn thua. Nếu đến trận địa như bọn chúng tôi đấy mà không chuẩn bị thiết bị chu đáo, ngắm đánh bay ngắm, không kiểm tra đến nơi thì cũng săn cò đuổi vịt mà thôi. Cái quan trọng của cuối cùng ấy, được đưa được viên đạn tới đấy, là cái trận địa có phần tử rồi, có thông tin chính xác, có lệnh rồi. Nhưng mà nếu như mà tôi không điều hành cái dưới trận địa này thật đúng với cái lệnh ấy thì cũng bằng phí thôi. Xong rồi có lệnh ra lệnh bắt, tôi ra lệnh cho oánh bùng một cái. Thế thì chờ cái kết quả chẳng thấy cóc chiều, mồ hôi tôi nó dốc từ trên đầu, nó dốc xuống cổ, nó dốc vào trong người, nó dốc lên chân, đến chỗ nào mình biết là mồ hôi nó chảy, nó chào biết chỗ ấy. Tại sao? Các nhà văn nghệ sĩ, các nhà họa sĩ, rồi tất cả phim ảnh ở đây nhá, rồi là các bố cái đoàn này bảo thay mặt cho chính phủ và đảng đứng ở đây rồi, mà bây giờ bắn lại săn cò này thì tôi hỏi ông là chết thì chứ sống là sao được. Về sau lúc sau thì thấy cái thằng Tí nó là quan sát viên ở trên đồi đấy, nó báo trong máy thì tôi cũng được nghe là ở phía Him Lam có mờ hơi khói như là khói thuốc lá. Ôi giời ơi, lúc bấy giờ cái mừng của tôi mà nghe thế thôi. Lệnh thứ hai tôi nghe thế hạ lệnh cho tôi là giảm biểu xích 400. Thế hô cho pháo thủ là biểu xích 400 hướng như thế.
bắt đầu bắn loạt thứ hai. Thế xong bắn một phát ấy thì nó có reo ở trong máy, trúng rồi, trúng lô cốt rồi. Thì lúc bấy giờ tất cả đấy là nhảy múa hết ở trong cái hầm của tôi. 17 giờ 5 phút ngày 13 tháng 3 năm 1954, RG khai tử đồn Him Lam, cứ điểm mạnh nhất của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bắt đầu. 8 khẩu pháo 105 ly của đại đội 806 và 804 bắn cấp tập vào đồn cùng các hỏa lực của các đơn vị khác yểm hộ cho hai trung đoàn bộ binh 209 và 141 sư đoàn 312. Cùng lúc đó, những làn đạn pháo 105 ly của ba đại đội 801, 802, 803 cũng gầm lên ở trận địa pháo của địch ở khu trung tâm Mường Thanh. Pháo của đại đội 805 nhịp nhàng bắn vào tiểu khu Hồng Cúm. Một trận mưa đạn của 234 khẩu pháo cối các loại toàn mặt trận cỡ từ 75 đến 120 ly đồng loạt chụp xuống tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ kéo dài 1 giờ đồng hồ. Đối pháo binh thì chúng tôi ngưỡng mộ, chúng tôi khâm phục cái việc đánh giỏi, bắn trúng. Và chúng tôi rất quý mến cái tình đoàn kết bộ pháo hiệp đồng lập công tập thể. Nói về cái đánh giỏi bắn trúng thì ngay từ loạt đạn đầu, trận đầu đến cái đợt đầu phát huy hiệu quả rất là có hiệu lực. Mà sát thương địch ngay từ những khúc đầu ấy, thì lại vào trúng những cái sinh lực cao cấp. Ví dụ như là cái tên quan tư mà Pego chỉ huy cái Hít Lam, pháo trúng hầm giết chết ngay, phát tan cả điện đài. Hay là trong cái khu trung tâm ấy, thì trúng cái hầm của tên quan Nam Gose là chỉ huy cái phân của cái phân khu phía Bắc. Cho nên đánh trúng những cái tên chỉ huy nó rất có ảnh hưởng tốt đấy, cái việc mà ta tác chiến. Còn trong phòng ngự thì khi trung đoàn này tiêu diệt cái 206 bằng vây lấn, tức là bí mật lọt qua cái thép gai đánh vào trong, địch bất ngờ vô cùng, không biết là tại làm sao mà cái Huguet, tức là 206 mất. Thì sau đó nó đưa lực lượng phản kích, đó là trận đánh để bảo vệ cao điểm 206. Được tiểu đoàn giao nhiệm vụ mang theo máy và dây đi theo trung đoàn 36, đại đoàn 308. Nhiệm vụ của tôi là đi theo bộ binh để nhận lệnh trực tiếp theo yêu cầu bộ binh pháo bắn chi viện cho chiến đấu. Trong quá trình chiến đấu, nhiều lần dây điện thoại bị đứt, tôi đều đã nối thông và đã truyền lệnh một cách chính xác về trận địa cho pháo bắn. Có một lần là đường dây bị đứt trong tình thế rất hiểm nghèo, bởi vì đó là địch tổ chức phản kích, yêu cầu phải có pháo chi viện ngay tức thì. Do đó không kịp nối dây, tôi đã cầm hai đầu dây đưa vào mồm và dùng hàm răng cắn chặt lại để nối thông đường dây. Và lúc đó là bộ binh kịp thời gọi về cho pháo bắn đúng vào đội hình của địch. Cái đại đội tôi là kiềm chế các cái trận địa pháo. Thế và sẵn sàng bắn vào những cái máy bay Hellcat nó để trong hầm, nó bay lên. Thì tụi tôi quan sát thấy trực tiếp là một cái khẩu 155 của nó bị gãy nòng, do pháo của ta bắn gãy nòng. Bốn cái máy bay Hellcat, thế là nó bay lên. Thế nhưng mà đến lúc nó kéo vào hầm thì tụi tôi bắn, mà bắn lúc đó thì là đạn lại hết, chỉ còn cái đạn khói. Thế là tụi tôi cũng tính toán là nó có cái cộng trừ, gọi là cái dấu nặng của cái viên đạn, là cái này thì phải cập thêm, cái kia thì phải giảm đi để cho bảo đảm cái chính xác. Thế mà cuối cùng tôi bắn vào cái đạn khói thì lại có hiệu quả. Tóm lại là bốn cái máy bay là đều bị cháy cả. Hay là phá hủy phương tiện chiến tranh thì chúng tôi không phục. Vì sao? Chúng tôi cái trận địa pháo của địch và phá một 12 khẩu ngay trong trận đời, trong cái đợt đầu, trong lúc mà gọi là
là chỉ hiệu chỉnh thôi. Hay là có cái này rất hay này. Bắn trúng cái kho xăng và cái kho bom napalm, nó cháy ngút trời, khói lửa, tất cả bộ binh nhìn thấy là phục lắm, thích lắm. Có thể nói những cái ấn tượng nó bây giờ không thể quên được. Mặc dù năm nay tôi là 83 tuổi nhưng mà nhắm mắt lại là vẫn còn nhớ cái cảnh đó. Thế còn nói về cái hiệu quả sát thương như vậy thôi chứ hiệu quả tâm lý ấy, thì còn gấp nhiều lần. Cho nên cái bọn mà Lê Dương của Him Lam, rồi bọn mà Âu Phi của Độc Lập là hoảng sợ đến mức tức là nó lan truyền sang. Mà khi chúng tôi thả Trung đoàn 88 mà thả cái bọn mà thương binh ấy thì nó ảnh hưởng đến cái lính Thái ở cái tiểu đoàn Thái mà đóng quân ở trong cái An Mari, tức là bản kéo. Và Trung đoàn tôi có trách nhiệm là đánh bản kéo đấy, nhưng không mất một viên đạn nào. Viên quan năm Pirot phụ trách toàn bộ pháo binh ở Điện Biên Phủ đã từng tuyên bố đại ý: nếu pháo binh Việt Minh lên tiếng, chỉ 5 phút sau chúng tôi sẽ bắt câm miệng. Nhưng phát hiện ra pháo Việt Minh đâu có dễ như ông ta tưởng. Lên đơn vị đại đội là mỗi đại đội có một cái trận địa. Rồi là cử cái đồng chí là Lạp, tên là Lạp. Với lại tổ 3 người phụ trách cái trận địa giả. Trong cái sáng kiến của anh em ấy thì là anh em cũng lấy những cái khúc gỗ tương tự như cái nòng pháo 105 để cột vào một cái khu vực cố định thành một cái đại đội cũng 4 khẩu ở cái gỗ. Thế và mỗi khi có khẩu lệnh chiến đấu ở trên đài xuống trận địa chính thì trận địa chính cũng truyền đúng cái khẩu lệnh ấy cho cái trận địa giả. Cái quá trình anh em thì thực hiện là đúng nhịp nhàng với lại cái bắn của trận địa thật. Bởi vì cái thông tin liên lạc là rất chặt chẽ. Ở đấy là thu hút cái bom đạn của Pháp vào cái khu vực đó. Và cụ thể mỗi một lần bắn như thế thì cái pháo ở trong Mường Thanh nó cũng bắn ra. Mà nó ghi là nhầm, nó bắn đúng vào trận địa giả của mình. Là nó huy động cả máy bay đến để bắn phá. Và đến để thả bom, gọi là bom giải thảm, bắn chùm. Cái máy bay cũng là máy bay hiện đại nhất của nó. Và sau đó là bị bắn rơi ngay ở trước cửa trận địa giả. Anh em là đấy trực tiếp ra thì trên cái máy bay là còn 6 tên phi công chết. Và máy bay hãy còn 6 quả bom nữa cũng chưa thả. Sau anh em lại lấy luôn cái bom, cái thuốc nổ ở bom ấy. Đấy. Để làm bộc phá cho cái trận địa giả. Cho nên là cái số lượng bộc phá lại tăng lên và đầy đủ. Khi chưa phát hiện ra pháo Việt Minh mà các trận địa pháo dưới quyền ông ta đã bị tơi bời, ông Pirot đã phải chọn con đường tự trọng là tự tử để khỏi chứng kiến uy lực của pháo Việt Minh. Suốt 55 ngày đêm chiến đấu ác liệt, tập đoàn cứ điểm mạnh nhất của quân đội viễn chinh Pháp ở Điện Biên Phủ hoàn toàn bị tiêu diệt. Trung đoàn pháo binh cơ giới 105 ly góp phần vào chiến thắng lớn lao trong chiến dịch Điện Biên Phủ, nay là lữ đoàn pháo binh Tất Thắng, lữ đoàn 45. Đơn vị được Bác Hồ đặt tên là Trung đoàn Tất Thắng từ năm 1947. Từ chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 tới chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn 1975, đoàn pháo binh Tất Thắng đã vinh dự 2 lần được nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Thời gian 5 tháng qua đi, mọi việc có thể rơi vào quên lãng, song còn đó những nhân chứng của một thời khói lửa. Tuy mái tóc đã chứa đầy tháng năm, nhưng ký ức vẫn hằn sâu trong tâm khảm, không hề phai mờ. Và vẫn còn đó những hiện vật như những thông điệp thời gian. Lữ đoàn pháo binh 45 Tất Thắng luôn tự hào về trang sử đơn vị đã góp những dòng đậm nét trong trang sử vàng của quân đội nhân dân Việt Nam.